Thưa quý vị, trong tuần qua thì có quá nhiều những hình ảnh được gửi về từ vùng lũ với những cung bậc cảm xúc khác nhau đã chạm đến trái tim của mỗi người chúng ta. Xúc động với tình người nơi hoạn nạn, những bước chân hành quân đến nơi khó khăn nhất, rồi nặng trĩu với những điều không thể thay đổi. Tất cả như thúc giục mỗi người dân Việt Nam, dù ở bất kỳ nơi đâu, cần làm ngay một điều gì đó. Nhiều đồng bào ta đang cần chúng ta. Vâng, có lẽ cũng chính bởi vậy mà trong những ngày vừa qua thì một trong những trong dòng thông tin cập nhật liên tục trên trang fanpage VTV24 thì có một trong những bài đăng mà nhận được nhiều sự quan tâm và có tốc độ tăng tương tác nhanh nhất. Nó liên quan đến chủ đề đó là cứu trợ vùng ngập lụt, xin đừng chỉ là mì tôm. Thưa quý vị, dưới phần bình luận là hàng ngàn những bàn luận về việc là bà con vùng lũ thiếu thốn ra sao, làm sao để cứu trợ đúng cách nhất. Ai cũng muốn giúp và muốn giúp một cách hiệu quả nhất. Tinh thần ấy đã biến thành hàng ngàn những chuyến xe, hàng vạn những phần quà hướng về các tỉnh thành phía Bắc. Đó là những khu dân cư sáng đèn thâu đêm tại thành phố Đà Nẵng với những cặp bánh tét, bánh chưng nóng hổi gửi ra Bắc. Là những đôi dép nhỏ xinh của nhiều em nhỏ gửi tới những người bạn vùng cao đồng trang lứa để đôi bàn chân đỡ bị lạnh. Là những chiếc bè tự chế hữu dụng được gửi tới từ Việt Trì Phú Thọ, nơi nước lũ cũng vừa rút, không phân biệt giới tính, độ tuổi. Người góp công, người góp sức, ai cũng mang theo một ước mong. Đồng bào đừng đói, đừng rét, đừng gặp nguy hiểm. Nên là những cái việc như này thì bà cảm thấy là bà rất thương. Bởi vì bà muốn gửi nhiều tình thương đến đồng bào. Qua thăm tin trên đài truyền hình mình thấy mình sốc lắm. Nhưng mà mình không có khả năng giúp được nhiều như mọi người. Thành ra mình chung tay góp sức một cái bánh, một miếng khi đói, một gói khi no. Một con ngựa đau thì cả tàu này bỏ cỏ. Kề vai dựa nhau, mỗi một người là một ngọn lửa đỏ. Nhiều điều phủ lấy ra gương, rồi bầu ơi thương lấy bí cung. Người trong một nước thì thương, tuy rằng khác giống nhưng chung một gian. Vâng, ai có gì thì giúp nấy. Mọi cơ sở vật chất, sức người, sức của đều được tận dụng. Để những phần quà được tới tận tay những người còn đang mắc kẹt trong vùng lũ thì mọi phương thức cũng đã được tính tới. Có những đội nhóm, có những câu lạc bộ từng được tập hợp lại với nhau vì có chung một niềm đam mê nào đó. Và có lẽ chính những thành viên trong đội nhóm ấy cũng ít ai hình dung được rằng một ngày kia, chính niềm đam mê kết nối họ với nhau lại trở thành cách để họ góp sức trong hoạn nạn. Thuyền sắt, flycam hay xe bán tải, ban đầu là những thú vui, sở thích hay công cụ làm việc. Tuy nhiên những ngày qua lại trở thành những trợ thủ đắc lực giúp nhiều câu lạc bộ, hội nhóm tiếp cận hỗ trợ người dân gặp ảnh hưởng của bão lũ. Chúng tôi là cái nhóm gọi chơi sắp và chúng tôi đã mang các cái trang thiết bị lên đây cùng với cả nhu yếu phẩm để vào đây hỗ trợ cho bà con. Khu vực mà chúng tôi sắp sửa tiếp cận ấy, thì có khoảng độ tầm 100 hộ dân và mọi người hiện giờ đang bị cô lập rồi. Thường thường thì một cái xe bán tải như này thì mình sẽ chở bơm lên thì sẽ chở được một chiếc và bên trong thì mình sẽ đút máy với lại có thể chở thêm ở bên thùng nữa thì chở được 2-3 chiếc xuồng hơi nữa. Và một cái xuồng hơi đấy nếu mà vào cứu hộ thì thường sẽ chở được từ 4-5 người. Còn những chiếc flycam thường ngày được sử dụng cho công cụ chính là khảo sát địa hình hay sáng tạo nghệ thuật thì giờ đây chúng có thêm một nhiệm vụ mới, đó là vận chuyển hàng cứu trợ cho bà con tại những địa điểm khó tiếp cận. Chúng tôi bay cái khoảng cách đâu đó là từ 3 cho đến 7 km để đến mỗi cái nhà dân bị cô lập trong cái vùng nước lũ và mỗi cái bọc quà đấy nó sẽ nặng đâu đó từ 5 đến 7 kg và nó có thể hoàn toàn mang được đủ đồ ăn thức uống cho một hộ gia đình trong một ngày. Khi mà chúng tôi mang đến đấy và tôi thả xuống và thấy mọi người đang giơ tay lên đỡ này. Người ta thành công, người ta đỡ được cái hàng đấy, tất cả mọi người ở quanh chúng tôi đang reo hò lên và sung sướng. Nên cảm xúc của chúng tôi thì lúc đấy cũng vỡ hòa theo cái cảm xúc của họ. Nguồn năng lượng giúp cho những câu lạc bộ này đã và đang liên tục xuất hiện tại nhiều điểm nóng mưa lũ trong những ngày qua. Đó chính là niềm vui từ sở thích và niềm hạnh phúc khi giúp đỡ được đồng bào. Nó có xảy ra hỏng hóc thì chúng tôi không hề hối tiếc. Chúng tôi không hề hối tiếc về việc này, về quyết định này. Bởi vì chúng tôi đã cứu được có thể là một cả một gia đình. Họ đang trông chờ 2 đến 3 ngày rồi, không có đồ ăn. Chúng tôi sẵn sàng làm công việc này đến khi mà mưa lũ kết thúc. Ngoài cái việc chơi ra thì chúng ta đóng góp với xã hội những cái gì và chúng ta đem lại những cái gì, lợi ích gì đến cho xã hội. Đi trên đường nhìn thấy một tràng vỗ tay của người dân hoặc một nụ cười hoặc một câu cảm ơn, đấy là thấy rất là ấm lòng rồi và đấy là cái mà chúng ta cảm nhận được, chỉ cần thế thôi. Vâng, nước lũ
rồi sẽ rút, những ngọn đồi sẽ xanh trở lại, những lớp học sẽ lại vang lên tiếng ế a. Nhưng sẽ còn nhiều việc cần làm để cuộc sống thực sự quay trở lại bình yên. Từ nay đến thời điểm đó, chúng tôi tin rằng sẽ còn được thấy thật nhiều những khoảnh khắc đẹp hướng về vùng lũ của tỉnh đồng bào. Ngâm mình trong nước suốt hàng chục tiếng đồng hồ, những chiến sĩ này đã giúp bà con tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội thu hoạch được hơn 10 hectare lúa bị ngập úng. Chẳng quản đêm hay ngày, họ sẵn sàng với tinh thần, còn lúa là còn làm. Khi nào xong thì ngứa đầu nghỉ ạ. Hỗ trợ bà con bao giờ lúa thì mình về, bà con còn việc là mình còn giúp thôi. Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, gạt bỏ đi những nhu cầu riêng của bản thân, khi chính gia đình mình cũng đang từng ngày chống lụt. Với những chiến sĩ này, nhiệm vụ với tổ quốc và với nhân dân luôn là ưu tiên số 1. Địa phương yêu cầu, khi còn cấp trên yêu cầu chúng tôi tiếp tục lên đường và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác, không như ở đây mà trên toàn địa bàn thành phố. Xác định phòng chống thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Ngay từ những ngày đầu khi cơn bão xuất hiện, những màu áo xanh của lực lượng đã đồng hành cùng với bà con ở những địa bàn khó khăn nhất. Đắp đê, be bờ chống lũ, sẵn sàng làm cọc tiêu sống để phân luồng, hướng dẫn giao thông, đi từng nhà, gõ từng nhà, vận động người dân di tản ra khỏi vùng ngập lụt. Gia đình còn ai trong nhà không? Ôi, gia đình nhà mình còn ai trong nhà không? Dạ ơi! Khẩn trương thu dọn vật nuôi tài sản để di tản, phòng chống lũ, alo alo. Nhận được lệnh của chỉ huy trung đoàn, thì cùng với lại sự phối hợp của Ủy ban nhân phường thì chúng tôi đã huy động lực lượng khoảng 30 đồng chí cùng với là các trang thiết bị sẵn có. Thì chúng tôi đã triển khai cơ bản thì trong cái tuyến phố, trong khu vực dân cư này đã ổn định. Tất cả các bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội mà chúng tôi đều thể hiện cái quyết tâm ấy, là bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình và sẵn sàng ứng phó các cái sự cố và cứu nạn, cứu hộ và giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, có lẽ đối với họ, mệnh lệnh của trái tim chính là đi về phía nhân dân. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Biển trời hôm nay xung vầy chung Bắc Nam. Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy.